Ngày 9 tháng 1, Saeed Kouachi và Sherif Kouachi, hai tay súng bị tình nghi là những kẻ đã gây ra vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo, đã bị cảnh sát Pháp tiêu diệt tại thị trấn Dammartin-Auvergne ở đông bắc nước Pháp, gần sân bay Charles de Gaulle. Hai ngày trước đó, hai tay súng có vũ trang hạng nặng này đã tấn công vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở trung tâm thủ đô Paris và xả súng sát hại 12 người tại đây. Trong số 12 người thiệt mạng có tổng biên tập Stéphane Charbonnier và một số họa sĩ biếm họa nổi tiếng của tạp chí Charlie Hebdo. Đây là vụ tấn công gây thiệt hại về người nhiều nhất tại Pháp trong vòng vài thập kỷ qua. Saeed Kouachi và Sherif Kouachi, hai kẻ khủng bố, cũng là hai anh em ruột mang quốc tịch Pháp. Cả hai đều có tên trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ. Ngày 8 tháng 1, một nữ cảnh sát đã bị bắn chết ở phía nam thủ đô Paris. Nghi phạm đã gây ra vụ việc này, Amedi Coulibaly, có quen biết với Sherif Kouachi. Cùng ngày 9 tháng 1, Coulibaly đã tấn công vào một siêu thị của người Do Thái ở phía đông Paris và bắt giữ nhiều người làm con tin.